Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh của Thế Giống Máy. Hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn sản phẩm chiếc máy thái chuối đa năng Takeo TK1500. Máy sử dụng động cơ xăng Komatsu, có công suất tối đa là 3.8 kW, dung tích xi lanh là 163cc. Và đây là buồng làm việc của máy. Máy có cửa mở ra vào rất là dễ dàng. Có hai lưỡi dao thái bằng thép rèn rất là chắc chắn và sắc bén. Cửa gài tiện lợi cho người dùng. Thiết kế của máy nhỏ gọn, có thể di chuyển dễ dàng bằng một người. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm chiếc máy thái chuối đa năng Takeo 1500 này của chúng tôi, hãy liên hệ đặt hàng online qua số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng 354 Bình Long, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.